Vâng, em xin chào quý vị các bạn. Toàn thể mọi người quay trở lại với video của em tiếp theo trên kênh Lục Ngạn quê tôi buổi sáng ngày hôm nay là ngày 29 tháng 6. Hiện tại bây giờ là 5 giờ 26 phút. Em đang có mặt ở khu vực ngã ba Tân Hoa. Thì nay em tiếp tục lên khu vực trên ngã ba Tân Hoa này cập nhật thông tin giá vải buổi sáng ngày hôm nay. Thì xem cái giá vải buổi sáng ngày hôm nay nó có biến chuyển thay đổi giá cả gì cũng nha quý vị các bạn nhé. Thì hiện tại ở đây bây giờ các bác nông dân chở vải ra đây cũng rất là nhiều và đang đứng ở đây và đang chờ xem là các thương lái là đến trả giá là xem có được cao nhé quý vị các bạn nhé. Thì xin mời tất cả mọi người đi theo chân mình đi xem giá cả buổi sáng ngày hôm nay tại khu vực Tân Hoa. Này không biết được của anh này không biết được bao tiền đấy. Vải muộn này. Quả to đẹp phết đấy. Giá 13. Giá 13 rồi nha quý vị các bạn ấy, nhưng mà không bán. Ở chỗ này là giữa trung tâm ngã ba này, giữa chỗ này luôn, không biết là được giá bao nhiêu đây. Lại gặp người đẹp đây rồi, chứng tỏ là có duyên đúng không? Có duyên mới gặp nhau, được giá bao nhiêu? 11 á? Thế đấy á? Giá 11 này. Rất là nhiều vải luôn. Khu vực trên này, cái tuyến đường lên hướng trên biển Sơn Động này cũng đang rất là đông vải này. Đây, mình quay cho mọi người xem này. Đó, chật kín hết đường luôn. Ở trên này thì mình thấy vẫn còn có nhiều vải Thanh Hà trở về khu vực này nhé. Theo như mình quan sát thấy là khu vực ngã ba Tân Hoa này vẫn còn rất nhiều vải Thanh Hà ở các nơi khu vực khác cũng trở đến khu vực ngã ba Tân Hoa này bán này. Rất là nhiều vải Thanh Hà luôn. Bây giờ bà con còn rất là nhiều bà con đang đứng ở rìa đường này chờ thương lái trả giá. Nhiều vải Thanh Hà lắm, đây là những lồ vải Thanh Hà nhé quý vị các bạn nhé. Các bạn thưa quý vị các bạn, cái tuyến đường này là cái tuyến đường khu vực lên đường hướng biển và Sơn Động nhé. Thì không biết là cái giá vải là bao nhiêu tiền đấy. Nó được bao nhiêu ạ? 10.000 à? 10.000 nó đá tràm nhỉ? Đã chạm một chút. Đây vải Thanh Hà này. Thì cái kia là 10.000 là cái lồ giá vải muộn nhé quý vị các bạn nhé. Đây là bên này là vải Thanh Hà này. Bây giờ đây, tầm cỡ này thì mình quan sát là chưa thấy các anh em bên giao thông dẹp đường đâu. Bởi vì bà con đi bán vải sớm này các anh chưa đến giờ để đi làm, chưa cả ăn sáng nên là chắc là lên muộn hơn một chút. Nên là mọi người tự phải di chuyển làm sao để cho nó thông thoáng và dễ đi lại nhé. Đây những lồ vải Thanh Hà rất là đẹp này. Không biết là giá cả như nào. Hôm nay bác 10k. Như này mới 10k vậy ạ? Không, đẹp đẹp, nó vẫn 16, 17 nhưng mà cái này mã được cho hơi nhỏ. Mã đẹp nhỉ? Mã vẫn tươi thế này mà. 16, 17 nếu mà vải đẹp nhé quý vị các bạn nhé. Quanh đây à? Chưa, còn hơn 10 ngày nữa. Hơn 10 ngày nữa là hết.
Cháu ít thôi ạ. Thế này ông bán bao tiền đấy? Ông bán cái này 10.000. Cũng 10.000 đấy ạ. À vâng. Phải là mai hôm nay nó rẻ ạ. Vâng. Làm nào được cái lông thế nào? Đúng rồi, cái giá vải này thì bà con cũng chỉ mong muốn được cái giá cao lên để đủ chi trả cho tiền phân, tiền thuốc. Đúng rồi. Hiện tại bây giờ là cái điểm này bây giờ ùn trên phía bãi từ trên biển xuống cũng khá là nhiều quý vị các bạn nhé. Đây, mình quay cho mọi người xem. Ôi 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 ôi, đừng lùi nhá. Lùi lại sau là đổ sọt đấy. Ông ơi đừng lùi đấy, đổ đấy. Đây mình review cho quý vị các bạn xem là hướng bên trên này. Hướng bên trên rất là nhiều vải luôn này. Đó, đắt lên mãi khu trên này. Rất là nhiều vải ra luôn. Nó tắc mà ra nhiều vải như này mà quý vị các bạn nhé. Khu vực này mới sáng sớm ra mà rất là nhiều vải luôn. Hôm nay thời tiết này cũng khá là nắng đấy quý vị các bạn nhé. Mặt trời bắt đầu mọc lên rồi này. Bây giờ mình sẽ đi hỏi một chút các bác nông dân đi bán vải xem như thế nào, cái giá hiện tại bây giờ như thế nào nhé quý vị các bạn nhé. Đây, sọt vải đỏ lơ luôn này. Quả hơi bé tí. Được mã đẹp đấy, đỏ rực luôn. Mười hai anh. Vâng. Mã tươi mà. Giá 11 đấy. Đây, những lồ vải Thanh Hà đấy. Rất là đẹp luôn. Đây lồ vải muộn nhé quý vị các bạn nhé. Chê đỏ. Đây là những cái lồ vải muộn nha quý vị các bạn nhé. Đây anh này làm 3 sọt à? 2 sọt à? Này giá bao nhiêu anh? 9 đồng à. 9 đồng nha. Quả hơi bé. Quả hơi bé mới đá chàm tí nhỉ. Đây là cái hướng đường lên khu vực vật ngoài và khu cầu trắng Phong Vân nhé quý vị các bạn nhé. Những lồ vải của các bác, các anh nông dân trở ra hiện tại bây giờ là rất là đông vải khu vực này. À mình nhìn thấy là có các anh cơ quan chức năng là đang tiến hành dẹp đường cho bà con để bà con đi bán vải cho nó thông thoáng này. Rất là nhiều vải. Phải nói là khu vực trên này thời điểm này là hai cái tuyến đường khu vật này ra cũng rất là nhiều và khu trên biển xuống cũng rất là nhiều vải luôn. Hai cái tuyến đường này ra cái khu vực ngã ba đường quốc lộ này rất là nhiều. Đây một số các bác anh chị đi bán dồn dập luôn. Mình quay lại cái khoảng khắc lại cho quý vị các bạn cùng xem bà con đi bán vải này. Ở cái khu vực này thì mình thấy là đa số là những cái hàng xe cóc, xe bo rất là nhiều nhé.
còn những cái cửa cân thì ít, cửa cân thì ít hơn xe bom với xe cốc nhiều. Phải nhiều lắm quý vị các bạn. Những lô vải như này rất là đẹp luôn, nhưng mà không biết là thương lái trả bà con giá bao nhiêu. Đây quý vị các bạn, đây là những cái xe cốc, xe bò này. Cái vải này bác bán bao tiền? 14 à? Đây là chắc là cái hàng tàu để đi bo về đấy. Đây là vải vải muộn nha quý vị các bạn nhé. Rất là nhiều vải, chủ yếu là thương lái xe bo nhiều. Ui, được cái sọt đẹp mà mấy ông bà tranh nhau này. Giá 14. Được mấy sọt đẹp, được cái sọt đẹp tranh nhau. 14k. Bao nhiêu anh? 14 à? Mã nó sáng như thế mà. Bán đi. 14k. Mã đẹp đấy. Tươi. Và thôi anh cứ lựa bán thôi. Lựa bán. Bán vải đi, quăng cái gì? Hôm nay quất bao nhiêu ca đây hàng này ấy? Hôm nay quất bao nhiêu ca? 9k. Vải 9k đây quý vị các bạn nhá. Hàng này thôi, hàng này thì cố gắng thì cứ lựa mà bán thôi. Hàng đi chợ mà. Nói chung là cứ thế mà vứt vào đúng không? 9k là nó như vậy. Nếu mà cái hàng tuyển hàng đẹp đấy thì phải nhặt từng tí, từng túm một. Ui, được cái sọt này đẹp đấy. Sọt đẹp ghê. Sọt đẹp này bao tiền anh? Giá bao nhiêu rồi? Hả anh? Người ta giá bao nhiêu rồi? 13-14 á. Nhưng mà má tươi, tươi đẹp này. Người ta được nhìn cái, người ta đã vít theo rồi. Đây mình quay lồ này cho quý vị các bạn này cùng xem này. Sọt này có 13-14k này. Mình phải nói là công nhận là khu vực này là rất là nhiều vải nha quý vị các bạn ạ. Mà giá vải thì cứ từ 9k cho đến 14k là hàng đẹp. 9k đến 14k. Nắng lên thì bà con lại chật vật ra, lại vất vả hơn. Nắng nôi nó bán vải mà mình chưa bán được, mình đứng như này nó rất là mệt. Thức đêm rồi cũng lại phải đứng chờ người ta trả giá này. Nắng cũng khổ mà mưa cũng vất vả. Cái cảnh bà con đi bán vải. Đây là những cái vải, lồ vải Thanh Hà nha quý vị các bạn nhé. Lồ Thanh Hà, Thanh Hà và cũng như là vải ngọt đang đứng rất là nhiều. Nhiều vải quá. Thương lái thì trả giá cho bà con thì toàn trả giá những cái giá hàng đi chợ 9k, 10k, 13k đấy. Đây quý vị các bạn này, cái lầu cũng vải đẹp như này có giá 13 nhé. 13, 14 là cao thủ ở khu vực trên này rồi. Mình cũng xin báo cáo với tất cả mọi người là cái giá vải ở đây là giá tùy theo vải 89k cho đến 14k. Từ hàng chợ cho đến là hàng Trung Quốc
Trung Quốc cân bo cũng vậy. Đây là cái giá mức ở đây là hiện tại buổi sáng ngày hôm nay. Ôi, cái lồ này đẹp thế nhỉ. Lồ đẹp này được bao nhiêu tiền người đẹp? 16 ạ. 16 à? Đấy, vải đẹp phát nên là nhìn khác ngay. Giá 16. Đây mình quay cho quý vị các bạn xem này. Đấy, nó đẹp như này mà. Giá 16. Tiền nào vải đấy. Vải thì nó vô ngàn và cũng như là nhiều giá nên là không thể nào mà biết được trước một điều gì. Đây, cái này mã tươi đây. Mười à không? Giảm 10 à? 10 không bán được, giảm 10 à. Này lại ở đây lại giữa là một cái phiên chợ măn của Tân Hoa này. Ngày phiên chợ đây. Đây quý vị các bạn nhìn này, là vải ra rất là nhiều hiện tại bây giờ. Khu vực ngã ba Tân Hoa đây. Ở đây là giá là từ 9k cho đến 14k nhé. Tùy theo vải, có vải thì lên đến 16k quý vị các bạn. Đấy là sọt đẹp nhất thì mới được giá 16k. Ra chỗ người đẹp này xem nào. Sọt này được bao nhiêu người đẹp? Giảm 12. Lựa vải bán thôi, bây giờ vải nhiều này ấy. Vải nhiều lắm quý vị các bạn ạ. Bà con có một số bà con bây giờ vẫn chưa bán được vải, đang đứng ở đây rất là đông. Ok nha mọi người nha, mình cũng xin phép là kết thúc cái video buổi sáng ngày hôm nay, cập nhật thông tin giá vải ở khu vực ngã ba Tân Hoa. Thì quý vị các bạn xem video tiếp theo thì vào phần 2 của ngày hôm nay là mình xuống khu vực Phì Điền cập nhật thông tin giá vải nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.